Xin chào quý vị và các bạn. Panasonic, Daikin và Mitsubishi Heavy là ba thương hiệu điều hòa có chất lượng tốt đầu bảng trên thị trường hiện nay. Trong đó dòng sản phẩm chiến lược chính là dòng Inverter một chiều tiêu chuẩn, tức là dòng máy điều hòa Inverter giá rẻ nhất của ba thương hiệu này, chỉ có sự khác biệt nhau về giá và khả năng chuyển hóa điện năng thành nhiệt lạnh. Cụ thể, trong dòng điều hòa máy 9000 PTU thì điều hòa Mitsubishi Heavy 10 EEP khi tiêu thụ một đơn vị điện năng nó chuyển hóa thành 5.88 đơn vị nhiệt lạnh, tiết kiệm điện hơn hẳn so với Panasonic và Daikin. Còn ở dòng 12 và 18.000 BTU thì Daikin và Panasonic lại có khả năng tiết kiệm điện nhiều hơn. Theo tiêu chuẩn Việt Nam 7830 năm 2015 thì đối với những dòng sản phẩm điều hòa treo tường công suất từ 9 đến 12.000 BTU và dưới 15.000 BTU thì để đạt được mức tiết kiệm điện 5 sao, điều hòa tiêu thụ một đơn vị điện cần đem lại 4.2 đơn vị nhiệt lạnh, trong khi điều hòa Mitsubishi Heavy này tiêu thụ một đơn vị điện đem lại tới 5.88 đơn vị nhiệt lạnh. Vậy là ngay cả khi so sánh với mức tiết kiệm điện 5 sao theo tiêu chuẩn Việt Nam thì điều hòa Mitsubishi Heavy này vẫn vượt mức tiêu chuẩn 5 sao tới 30% tiết kiệm điện năng. Sở dĩ điều hòa Mitsubishi Heavy có khả năng tiết kiệm điện mạnh đến như vậy là nhờ vào những ứng dụng kỹ thuật của ngành công nghiệp nặng của tập đoàn mẹ Mitsubishi Heavy Industries. Nó đã ứng dụng cái công nghệ DC PAM Inverter vào sản xuất điều hòa treo tường. Đây là sản phẩm điều hòa Inverter tuy có giá hợp lý nhưng nó là một bộ điều hòa Inverter đúng nghĩa. Nó không chỉ có bảng mạch điều khiển điện tử, máy nén biến tần, van tiết lưu điện tử mà cả quạt giải nhiệt tại cục nóng và gian lạnh thì đều là quạt DC chứ không phải là quạt AC. Tôi mở ra cho các bạn xem cái bộ điều hòa 10XP của Mitsubishi Heavy mà tôi đang đề cập đến đây ạ. Đây chính là cái mạch DC PAM đây ạ. Còn đây là cái máy nén Inverter. Nó bọc một lớp này rồi, nó còn có một lớp nữa ở kia kìa. Và khuất ở sâu bên trong chính là cái van tiết lưu điện tử EEV kìa. Đây này. Đó, các bạn có nhìn thấy đấy. Còn đây chính là cái quạt DC giải nhiệt ạ. Và đây là cái dàn giải nhiệt cục nóng bao gồm các lõi ống đồng và cánh tản nhiệt hợp kim nhôm, mạ kẽm, brofin. Mặc dù tiêu thụ rất ít điện năng nhưng khả năng làm lạnh của điều hòa Mitsubishi Heavy này lại cực kỳ mạnh mẽ. Điển hình là trong cái dòng 9000 một chiều được hiểu là máy một ngựa nhưng công suất lạnh thực tế của nó là 9554 BTU trên giờ, tức là trong 1 giờ nó có thể sản sinh ra 9554 đơn vị nhiệt lạnh, được thiết kế dư tiêu chuẩn. Cái nhiệt độ lạnh mà bộ điều hòa này tạo ra nó cũng rất là ổn định, đồng nhất và chính xác trong suốt quá trình sử dụng nhờ có van tiết lưu điều khiển điện tử. Cái van tiết lưu điều khiển điện tử này rất quan trọng, nó kiểm soát lưu lượng ga một cách chính xác. Ngay đến dòng điều hòa Panasonic XPU9 có mức giá đắt hơn lên tới 1 triệu cũng vẫn đang sử dụng van tiết lưu cơ. Còn về khả năng lọc sạch không khí thì đối với cái điều hòa Mitsubishi Heavy này, ngoài những cái ba bộ lưới lọc cơ bản thông thường thì nó còn được trang bị công nghệ lọc ion âm. Nó sản sinh ra 2.500 đến 3.000 ion âm trên 1 cm3. Ngay đến điều hòa Daikin đắt hơn điều hòa Mitsubishi thì chỉ có những dòng cao cấp đắt nữa mới được trang bị công nghệ streamer. Còn dòng FTKB series này vẫn chưa có công nghệ lọc ion âm. Các bạn sẽ bắt gặp truyền thông của thương hiệu điều hòa Mitsubishi Heavy là tạo ra cái bầu khí hậu mát lành giống như trong rừng nguyên sinh, chính là bởi vì cái hàm lượng ion âm gốc hydroxin tự do trong không khí đấy ạ. Còn về độ bền thì thương hiệu điều hòa Mitsubishi Heavy này rất là uy tín. Toàn bộ dàn giải nhiệt nóng được thiết kế bởi những cái ống đồng rất dày và cánh tản nhiệt hợp kim, mạ kẽm, brufin chống muối ăn mòn muối biển và chống chịu khả năng oxy hóa. Và đây chính là thương hiệu điều hòa có mức giá phải chăng nhưng lại rất tiết kiệm điện và chất lượng tốt hoàn hảo trong tầm giá tương đương. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.